Thưa quý vị, ngày hôm nay sẽ tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo trong phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng và 35 bị cáo khác trong vụ án công ty Việt Á chiếm đoạt kết quả nghiên cứu của nhà nước sản xuất xét nghiệm COVID-19 rồi bán thương mại. Trước đó, trong chiều qua, trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử, bị cáo Phan Quốc Việt, chủ tịch tổng giám đốc công ty Việt Á, khai nhận khi triển khai đề án nghiên cứu chế tạo xét nghiệm bộ kit xét nghiệm của Việt Á ưu việt hơn so với bộ kit của Học viện Quân y nên đã quyết định chọn bộ kit xét nghiệm của Việt Á để nghiệm thu đề tài. Quá trình thực hiện, Việt đã trực tiếp và chỉ đạo nhân viên đưa hối lộ cho nhiều cán bộ lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ để đồng ý cho Việt Á được phối hợp thực hiện đề tài, thông đồng tạo điều kiện cho Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm sản xuất thương mại trên phạm vi cả nước. Trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử, bị cáo Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, thừa nhận những nội dung cáo trạng truy tố bị cáo là xác đáng. Bị cáo thừa nhận đã nhận 200.000 đô la Mỹ và cho rằng đây là bài học đau xót của bị cáo. Trình bày trước hội đồng xét xử về việc đã nhận tổng cộng 2,25 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 51 tỷ đồng từ tổng giám đốc công ty Việt Á, bị cáo Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, đã nhận sai và nói lời xin lỗi.